Xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Ốc Dồi Miền Bắc. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về vấn đề là phân biệt ốc đực ốc cái, để cho anh em nào mà chưa biết thì vào tham khảo nhé. Thì nói chung là để mà phân biệt cái con ốc đực và con ốc cái thì nó có nhiều cái cách để mà phân biệt lắm. Cái này nó do vào những cái đặc trưng của con ốc cái và con ốc đực nó khác nhau các bạn nhé. Và nói chung là nhiều anh em có những cái kinh nghiệm để mà phân biệt nó rất hay. Còn mình thì mình dựa theo kinh nghiệm của mình để mình thống kê cho anh em một số cái cách phân biệt con ốc đực và con ốc cái nha anh em nhé. Cái cách phân biệt này ấy, thì để dành cho những ai mà đang làm, chuẩn bị làm những cái mô hình ao ốc bố mẹ, ao ốc đẻ ấy, thì nên xem video này và tìm hiểu cái cách phân biệt để lúc gì mình xuống ốc bố mẹ cho tỷ lệ được cái nó chuẩn, thì là cái tỷ lệ trứng của các bạn nó ra nó sẽ rất nhiều đực, thì tỷ lệ lỡ nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà các bạn chọn được cái mà không tốt ấy, nếu mà các bạn mà chọn được nhiều ấy thì cái sản lượng trứng các bạn thu được là nó sẽ bị ít, mà nếu mà các bạn mà chọn tỷ lệ cái nhiều ấy là được ít ấy thì nó sẽ ra những cái sản phẩm của các bạn nó sẽ không, trứng nó sẽ không được tốt, trứng nó thiếu đực, trứng ít đực thì cái tỷ lệ lỡ nó sẽ không được cao nhé. Thì đây mình vừa vớt lên một ổ ốc ao của mình dưới kia đây và mình mới vớt lên xong. Thì đây mình, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em cái cách phân biệt cái con ốc đực và con ốc cái nhé. Đây là một con ốc cái này, cho anh em nhìn ốc này của mình đang đẻ nhé. Thì nếu mà các bạn chọn phân biệt cái ốc mà nó thời kỳ nó lâu rồi ấy, thì nó rất dễ phân biệt. Đây các bạn nhìn này, trứng vòng này. Đấy, cái phân biệt đầu tiên là cái con ốc cái nhé, nó cái vệt màu trứng nó rất rõ nét luôn. Đấy, các bạn nhìn để ý không, đấy là cái phần đầu tiên nhé. Còn đây thì em ốc đực đây, nó cũng có màu nhé các bạn nhé, nó cũng có màu vàng ở đây này, nhưng mà nó sẽ không được nét như con ốc cái thế này đâu. Đây mình để vào đây cho các bạn phân biệt này. Nó chỉ có hơi một tí ở đây thôi nhé. Thì cái này nó là theo mình hiểu thì nó là cái gan của nó ấy, là có cái màu ở đây, còn nó sẽ không có những cái vệt vàng ở xoay bốn xung quanh này đâu, nó chỉ có một tí tì ở đây thôi này. Đấy các bạn nhìn thấy không, rõ không? Cái cách phân biệt thứ hai ấy, là con ốc đực ấy, bao giờ nó cũng bé hơn với con ốc cái. Bạn nhìn rõ nhé, con ốc đực bao giờ nó cũng bé hơn con ốc cái, vì là con ốc cái nó phát triển cái tốc độ phát triển nó nhanh hơn, nhiều hơn là con ốc đực nhé. Đấy. Cách thứ ba phân biệt con ốc đực và con ốc cái nhé, là cái con ốc cái này các bạn để ý nhé, cái phân biệt này là phân biệt ở lắp miệng, các bạn để ý ở từ cái chỗ giữa này này, nó di chuyển lên trên này này. Nếu là con ốc cái thì nó sẽ bị cong nhé các bạn nhé. Đấy, nó sẽ cong từ đây này, cong dần lên đây này. Đấy, còn như con ốc đực này nhé, đây này mình nghiêng này cho các bạn nhìn này, từ đây đến lên đây nó rất phẳng nhé. nó không cong, nó phẳng luôn đấy. Còn tất nhiên là nếu mà mình nhìn tổng quan ấy thì nó sẽ vẫn sẽ hơi cong, nhưng mà mình phải nhìn từ đây này các bạn này. Đấy các bạn nhìn dần lên đây này, đây này, cho các bạn nhìn nghiêng cho các bạn nhìn này, nó phẳng luôn nhé. Đấy là cái cách phân biệt thứ ba. Còn cái cách phân biệt thứ tư nhé, mình phải nghiêng như này các bạn nhìn nó mới rõ. Con ốc đực ấy, các bạn nhìn này, nhìn tổng quan này, chỗ này nó sẽ thẳng từ trên này xuống nhé, nó sẽ chéo một đường này. Vì như cái dòng ốc này của mình ấy,
cái dòng ốc này nó không 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 nó là cái dòng ốc ngày xưa ấy, nó to lắm, nên là cái độ phân biệt ở cái chiều này ấy, nó không không được rõ lắm. Cái ốc này của mình nó ốc ngắn đít, nó không như những cái dòng ốc kia nè. Các bạn thấy là đấy nhá, con đực nếu mà những cái dòng ốc kia đấy thì đít nó nhọn hoắt luôn, nhưng đây ốc của mình nuôi tốt, nó đủ chất đấy thì nó vẫn béo, nó không không phát triển cái độ dài đít đâu. Đây các bạn nhìn từ đây này xuống đến đây này, nó thẳng một đường luôn nhá. Còn đây con ốc cái, các bạn nhìn này, từ đây xuống đây là nó phình ra này, xong từ đây xuống đây nó mới hơi vát vát đi này. Đấy thì các bạn để ý nhá, đấy nó hơi vòng ở đây này, xong xuống đây nó mới vát xuống này. Đấy còn như những cái dòng ốc khác ấy thì người ta sẽ không không nhìn vào cái đấy, mà người ta sẽ để ý là cái đít, cái đây mình để nghiêng như này, cái khoảng đít từ đây xuống đến đây của con ốc cái nó rất ngắn đấy, còn của con ốc đực nó rất dài, đây từ đây xuống đây nó rất dài, nó dài hơn con ốc cái, nó phát triển đít nó nhọn hơn. Nhưng mà riêng cái dòng này của mình thì mình cũng không hiểu lý do làm sao, hay là do dòng do giống hay như thế nào, nhưng cái đít của nó cứ tù tù như nhau ấy. nó không không dài như cái dòng ốc kia đâu. Đấy là cái phân biệt thứ tư. Cái phân biệt thứ năm thì cái này nó cũng tùy thuộc vào từng dòng ốc và từng cái môi trường các bạn nuôi như thế nào, tốc độ phát triển con ốc như nào. Thì các bạn ý nhá, cái con ốc cái ở cái gờ miệng của nó này, đấy các bạn sờ vào đây này, cảm giác nó rất sắc luôn, sắc đứt tay luôn ấy. Đấy cái gờ nó rất sắc nhé, ở riêng ở con ốc cái là gờ nó rất sắc. Đấy còn ở cái con ốc thịt này ấy, thì cái gờ riêng cái dòng này của mình ấy, cái gờ này nó thịt luôn ấy, nó không có cảm giác cái độ gai tay ấy, không có cảm giác sắc. Đấy và các bạn đấy này, nhìn này, đây mình phải để nghiêng như này thì các bạn mới nhìn được. Đấy để nghiêng như này thì các bạn nhìn này, cái con ốc cái này nhé, từ khung này nó phát triển phình to dưới bụng này, phình to dưới bụng nhé, xong nó xuống đây nó mới chéo đi này. Nhưng riêng con ốc đực này này thì bạn nhìn này, nó thẳng tắp luôn, nó không phát triển cái bầu này của nó. Đấy đấy là trên đây là mình phân có mấy cách phân biệt ốc đực và ốc cái như thế để cho anh em tìm hiểu, để cho anh em lựa chọn cái tỷ lệ đực cái và ao anh em cho nó hợp lý. Vì nhiều khi ấy, có rất nhiều anh em hỏi rồi nhưng mà thế ra cái này thì mình cũng dựa theo cái kinh nghiệm của mình là chính. Nó còn một cái loại ốc nữa là mình cũng không hiểu tại sao ấy, là đây như nó cũng gần như này thôi, con này thì nó cũng có vòng trứng đấy các bạn nhé, cũng có vòng trứng này nhưng mà đít nó lại thẳng tắp như này này, thì mình cũng không hiểu. Như một số anh em trên mạng nói ấy, là nó có thêm một cái loại nó dạng như kiểu lưỡng tính ấy. Thì con đấy nó vừa có đặc điểm con ốc đực vừa có đặc điểm con ốc cái. Đấy thì như bản thân mình thì mình chưa trải qua cái đấy, mình cũng không nắm được rõ. Nhiều anh em chia sẻ là bảo là con này nó vừa đẻ được mà nó cũng đi thụ tinh được với những con khác, thì mình cũng không hiểu là lý do làm sao. Với riêng cái dòng ốc này thì nó không như dòng ốc sên. Dòng ốc sên ấy thì nó là cái dòng lưỡng tính thì nó thụ tinh chéo cho nhau ấy. Nhưng mà riêng cái dòng này mà anh em bảo thế thì mình nghe nó có vẻ nó hơi sai sai ấy. Đây các bạn nhìn này, những cái dòng ốc này của mình bảo tồn cũng khá lâu rồi, con ốc nó rất to. Cái dòng này nó chỉ rơi vào tầm cỡ 20 đến 25 con một cân thôi, anh em nuôi đấy nó chỉ tầm 20 đến 25 con một cân thôi, chứ nó không giống như một số cái dòng lai tạp bây giờ, nên là cái lượng trứng của mình ra ấy, quả nó to lắm, và con ở bản thân con của nó lở ra nó cũng rất to nhé.
rất nhanh lớn. Nên là anh em, một số anh em lưu ý là khi lấy ốc bố mẹ về để mà làm giống ấy, thì nên chọn những cái dòng ốc to, để khi mà mình sản xuất ra những cái sản phẩm của mình rồi ấy, sản phẩm trứng rồi ấy, để mình dùng hoặc mình bán cho người ta ấy, thì là nên chọn những cái dòng ốc to này bán cho người chăn nuôi. Bởi vì là như thế thì người ta sẽ được cái lãi suất kinh tế nó cao hơn. Thế anh em đừng chọn những cái dòng ốc nhỏ nhé. Dòng ốc này của mình nó chỉ rơi vào cỡ 20-25 con cân thôi, mà nuôi đấy đấy, thậm chí còn không đến ấy. Nếu mà anh em nào mà nuôi mà đã để đẻ rồi ấy, thậm chí nó còn không đến 20-25 con cân thôi. Đây anh em nhìn này. Cái dòng này của mình không hiểu nó lý do làm sao mà nó lại cứ tù tù ốc như thế này. Nhiều người cứ bảo mình là ốc mày như này thì khả năng là toàn ốc cái. Mình bảo nếu mà toàn ốc cái thì không có lý do gì mà mình nó đẻ ra trứng mà mình nhặt mình ấp nó nở ra tỷ lệ đạt được. Bản thân trực tiếp mình cũng là ấp ra để mình nuôi mà. Nên là không thể nói như thế được, vì nó tùy thuộc theo từng dòng ốc nhé các bạn nhé. Đấy, trên đây là mấy cách phân biệt ốc đực ốc cái để cho anh em tham khảo nhé. Thì nếu mà anh em mà thấy video này của mình hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy, đây là dòng ốc mình. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp mà anh em ở video lần sau.